Chuyển sang phần điểm tin trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với ghi nhận về một số hoạt động đào tạo tập huấn nghiệp vụ chính trị. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. 30 thí sinh đến từ các phòng, văn phòng và các đồn biên phòng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội 2 biên phòng tham dự hội thi. Các thí sinh thực hiện 3 nội dung thi: soạn giảng, thi trắc nghiệm kiến thức và thi thực hành bài giảng, kết hợp xử lý tình huống. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật cho hơn 300 cán bộ chiến sĩ mới tại Trung đoàn Minh Đạm. Các cán bộ chiến sĩ mới được nghe phổ biến các chuyên đề phòng chống ma túy, tội phạm công nghệ cao, an toàn giao thông đường bộ. 47 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý chuyên môn nghiệp vụ ở các sở, ban ngành và các xã phường của tỉnh vừa được Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị khóa 113 hệ tập trung năm 2022-2023. Sau hơn 9 tháng học tập, 47 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 6 học viên tốt nghiệp loại giỏi, 40 học viên tốt nghiệp loại khá.